Xin chào phụ huynh của bạn Tuệ Minh. Trong buổi học vừa rồi thì bạn Tuệ Minh học rất là vui vẻ, rất là hào hứng. Và bạn ấy là một thành viên rất là mạnh dạn ở trong lớp. Bạn ấy luôn xung phong lên bảng để chơi những trò chơi hoặc là tham gia các hoạt động của lớp, luôn là người đầu tiên xung phong. Và về phần từ vựng thì hôm buổi học vừa rồi thì cô có ôn lại bài cũ và bạn ấy đã nhớ các bài, các từ của bài cũ thông qua phần trò chơi. Bạn ấy có thể lên bảng để đọc cho các bạn khác, để các bạn khác chơi trò chơi, để các bạn ấy nối giữa hình ảnh với từ, giữa từ với từ, giữa hình hai hình ảnh với nhau, thì bạn ấy đã có thể làm được điều đó. Và bạn ấy có thể nói được một câu dài và rõ ràng, tuy nhiên thì nói câu thì vẫn còn hơi ngập ngừng một chút, tức là chưa được lưu loát lắm. Về phần hội thoại thì bạn ấy có hiểu được những câu mà cô giáo đã nói và nắm bắt rất là nhanh. So với những bạn ở trong lớp thì bạn ấy khá là nhanh. Còn về phần thuyết trình thì bạn ấy đã có thể tự tin và đứng ở trên ghế, đứng trước lớp để giới thiệu về bản thân của mình, về thông tin cá nhân. Tuy nhiên về nội dung bài thì cô giáo vẫn nhắc một chút thì bạn ấy đã nhớ được bài và bạn ấy có thể thuyết trình được một bài hoàn chỉnh. Và cô Tâm hy vọng là sau nhiều buổi học nữa, sau mỗi buổi học thì bạn ấy sẽ càng ngày càng tiến bộ. Và điều đó thì cô cảm thấy rất là vui. Và cô rất là cảm ơn phụ huynh là ở nhà đã hỗ trợ cô giáo, giúp đỡ để cho bạn ấy tiến bộ như vậy. Cô Tâm rất là cảm ơn.